Chị đúng là sướng thiệt đó. Chị sắp được đi xem múa ballet với ba mẹ rồi. Hả? Chị xin lỗi nha. Ba mẹ cũng rất muốn dẫn em theo, nhưng chúng ta chỉ có 3 vé thôi. Hơn nữa em và chị Jadoo đang bị cảm cúm nên không thể làm khác được. Ê, làm gì mà ồn ào quá vậy? Đi xem mấy người múa ballet ổng ẹo, nhảy vòng quanh với mấy trái banh thì có gì là đặc biệt. Chị không hiểu về ballet thì đừng có chê nữa. Các con nhìn thấy mẹ như thế nào hả? Có phải mẹ của các con khi mặc trang phục này lên người nhìn giống như một quý bà châu Âu có đúng không? Không đời nào mà giống được. Bà xã à, em có thể thay bộ nào bình thường chút được không hả? Đã nói là không được rồi. Giáng sinh của ba bi. Khoan chờ đã. Mẹ ơi, mẹ có quên thứ gì không? Thôi được rồi, ba và mẹ sẽ về trước bữa tối. Con nhớ là ở nhà không được phá phách đó nghe. Và nhớ phải chăm sóc cho em nữa. Mẹ à, hôm nay là lễ Giáng sinh mà. Mẹ phải cho con nhiều hơn một chút chứ. Cái con bé này. Đây nè. Tuyệt quá. Không hiểu nổi cái con bé này nó giống ai mà nó mê tiền thấy ớn luôn. Ủa? Sao ai cũng nhìn tôi hết vậy? La 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 la. Không biết là mình nên mua khoai lang nướng hay là bánh bao đây? Đúng rồi, mình có nhiều tiền mà. Chị mua cả hai luôn. Ba Bi à, chị đi chút về liền á. Chị định đi đâu vậy? Nếu như chị mà đi chơi, em sẽ mét mẹ, rồi mẹ sẽ lấy lại tiền của chị đó. Cái thằng nhóc này. Được rồi, vậy thì chị sẽ chuyển kênh khác. Hả? Đó chính là chương trình ca nhạc. Hay quá đi. Quá, ở đây là nhóm những chàng trai chân ngắn nè. Chị ơi. Cái gì vậy hả? Đi chỗ khác chơi đi. Chị đang coi nhóm nhạc mà chị yêu thích biểu diễn mà. Chị ơi, đừng có coi tivi nữa. Chơi với em đi mà. Em chơi một mình buồn lắm. Em mà còn như vậy nữa là chị nổi điên lên thiệt đó. Vậy thì chị nổi điên vậy chơi với em đi. Hả? Hãy chơi với em đi mà. Chơi đi ha. Chơi với em đi. Chơi với em đi bà. Chơi với em đi. Chơi với em đi mà. Chị ơi, chơi với em đi mà. Bỏ tay của chị ra. Cái đồ lì lợm này. Chơi với em đi. Ôi trời ơi, không thể chịu đựng được nữa. Hả? Thôi được rồi Ba Bi à, chị sẽ chơi với em. Thật sao? Cái gì? Một nhiệm vụ? Em biết là ngày mai là lễ Giáng sinh có đúng không? Nếu em muốn nhận quà từ ông già Noel thì em phải hoàn thành một nhiệm vụ. Hãy suy nghĩ đi. Em nghĩ xem trên thế giới này có bao nhiêu đứa trẻ muốn nhận được quà của ông già Noel chứ. Thật sự là rất nhiều. Nhưng mà ông già Noel thì làm sao có thể tặng quà cho tất cả các em ở trên thế giới này được, có đúng không nào? Ông ấy không thể nào làm được đâu. Ông ấy chỉ tặng những đứa trẻ ngoan thôi. Em rất là ngoan để có thể nhận được quà. Thì đúng là như vậy. Nhưng điều đó chỉ đúng tới năm ngoái mà thôi. Vì bây giờ em đã đi nhà trẻ rồi. Theo như chị nghe nói thì ông già Noel sẽ không cho quà tặng các trẻ em nào đã đi nhà trẻ đâu. Không phải như vậy. Đó là chị nói dối thôi. Em không tin lời của chị đâu. Được rồi, em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi à. Còn nếu như em không tin chị thì... Nhưng mà nếu ngày mai không nhận được món quà nào thì đừng có khóc đó nha. Chị ơi chị, vậy bây giờ em phải làm cái gì? Vậy chứ, em phải học thuộc hết tất cả sao? Khi mà em đang ngủ, ông già Noel sẽ đánh thức em dậy và nói là em hát một bài mừng Noel. Vì vậy, vào lúc đó em cần phải nhảy và hát toàn bộ các bài hát này. Gì vậy? Tập luyện đi. Em biết rồi. À đúng rồi Baby à, ông và Noel cũng sẽ kiểm tra phong cách biểu diễn và nhịp điệu của em luôn đó Baby. Rốt cuộc cô vẫn từ chối phục vụ bữa tối hả? Trời ơi, tức cười quá đi. Ta hỏi lần cuối cùng. Chị Jadoo ơi, có thể giúp em được không? Mà ngày chú sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đánh cho mọi người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Để xem đánh giá sao đây. Chị không cảm nhận được sự chân thành trong bài hát của em. Ông già Noel sẽ nghĩ như thế nào nếu như em bỏ qua phần nhảy mà cứ tập trung vào lời ca? Dạ, em đã biết rồi thưa chị. Em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa. Chúc may mắn nha Baby à. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đánh cho mọi người, cùng cất tiếng ca. Alo, ai đó? Hả? Là Minchi hả? Sao? Bữa tiệc pizza Giáng sinh hả? Lúc 7 giờ ở nhà của Don Don sao? Rồi cùng xem phim ở nhà một mình nữa hả? Tất nhiên là mình sẽ tới. Vậy được rồi, hẹn gặp lại nha. Tuyệt vời, tiệc pizza Giáng sinh. Em làm chị hết hồn mà. Em tập xong rồi. Thiệt sao? Thử hát cho chị nghe coi. 추운 겨울이 다가기 전에 마음껏 즐겨라. 맑고 흰 눈이 새봄빛 속에 사라지기 전에. Baby à, bài hát này thật là tuyệt vời. Chị Jadoo, mọi chị đang khóc sao? Chị ơi, Baby à. Alo, ai đang gọi vậy? À, ở Mimi hả? Sao? Bệnh viện? Dạ, ba mẹ và em đang trên đường về thì... Thật là tuyệt vời có đúng không? Anh nghĩ thế nào hả anh? Có phải là em nhìn giống như là con tiên Nga không? Bà xã à? Mẹ! Thật sự cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng có lẽ sẽ về trễ vì mẹ cần phải được bác sĩ điều trị đó. Hả? Thôi được rồi, chị hiểu rồi. Mình biết ngay mà, không có gì hoàn toàn suôn sẻ. Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Đã có cách rồi. Em không phải là trẻ sơ sinh, em không muốn ngủ. Chị làm cái gì vậy mà còn sớm mà. À ha, Baby à, vậy thì ra ngoài chơi ha, em chịu không? Hả? Được rồi, chúng ta cần phải dựng cây thông Noel ở trong vườn để ông già Noel có thể tìm thấy nhà của chúng ta mà tới. Em làm gì vậy? Đừng có đứng ở đó nữa, giúp chị một tay đi. Dạ được, em giúp chị liền. Thật là vui quá đi. Đúng rồi ha. Chúng ta cần phải có đèn chớp chớp nữa để ông già Noel có thể dễ dàng nhìn thấy từ ở trên cao. Đèn chớp? Nhưng mà không biết nhà mình có không? Không có đâu. Cây thông Noel mà không có đèn chớp chớp thì chưa phải là cây thông Noel thật sự đâu. Bây giờ chị sẽ đi mua về để gắn lên, còn em thì ở nhà và tiếp tục làm, có được không? Em biết rồi. Chị nhớ về nhanh nha. Cậu nhóc đó thì là mắc cười quá. Nhưng mà không phải giống như em trai của bạn sao? Không hề, em trai của mình gan hơn cậu nhóc này nhiều. Baby à. Thôi chào các bạn nha, mình phải về đây. Jadoo à. Baby à. Em Barbie à? Nhiêu đây tiền không đủ mua đèn chớp rồi. Dạ con biết rồi ông ơi. Chờ một chút con sẽ quay lại liền. Dạ đây thưa ông. Bao nhiêu đây thôi sao? Thôi được rồi. Dạ con cảm ơn ông nhiều. Ba mẹ về rồi đây nè hai đứa ơi. Ôi trời ơi, đẹp quá à. Wow, đẹp quá à. Ông già Noel lấy tiền trong con heo đất của con rồi. Đi chơi sao hả? Jadoo à, bạn đã làm bài tập về nhà chứ? Bài tập nào vậy? Thì bài tập viết về chủ đề chúng ta muốn trở thành gì khi trưởng thành đó. Mình hoàn toàn quên mất bài tập đó rồi. Mình nói nghe nè Minchi à, bạn có thể cho mình xem bài tập của bạn một chút được không? Jadoo à, mình xin lỗi bạn nha, lần này không được. Bạn phải tự viết về ước mơ của riêng bạn chứ. Chúng ta đâu thể nào có cùng ước mơ được. Mình cá là cũng có nhiều bạn không làm. Bất quá thì cả đám cùng bị phạt chung cho vui. Jadoo, em là người duy nhất không làm bài tập về nhà đó. Tại sao lại như vậy? Cô ơi cô không đếm nhầm nữa chứ. Em đã không làm bài tập lại còn nói nhăng nói của cái gì nữa hả? Mau ra cuối lớp đứng giơ tay lên cho cô. Dạ. Còn các em, cô chấm bài thấy bạn Dangy viết rất tốt. Dangy à, dạ. Em đọc cho cả lớp nghe đi. Dạ được, em sẽ đọc thưa cô. Chắc là cũng không có gì đặc biệt đâu. Ước mơ của Jadoo. Từ nhỏ, ước mơ của em là trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng. Truyện tranh là thứ mà tất cả trẻ em đều thích. Nhưng mà dường như các bậc phụ huynh lại không thích điều đó. Họ luôn nói nội dung đó nhảm nhí, không có giá trị học tập. Và em vẫn luôn cảm thấy luyến tiếc vì điều đó. Em muốn trở thành họa sĩ truyện tranh và tạo ra những phim hoạt hình vừa thú vị vừa mang tính giáo dục dành cho trẻ em, để phụ huynh có thể an tâm cho các em xem. Trong tương lai, em muốn đưa truyện tranh và phim hoạt hình của nước mình ra toàn thế giới để quảng bá văn hóa đến với mọi người. Còn em, cho Jadoo. Cô cho em thêm một ngày nữa để làm bài tập. Sáng mai mang bài viết đến đây cho cô kiểm tra. Bài của em sẽ được đọc cho cả lớp nghe, đã rõ chưa? Dạ rõ. Viết về ước mơ của mình. Mình thật sự rất bất ngờ về ước mơ của Dangy đó. Bạn ấy khá im lặng và cũng hiếm khi đi chơi với tụi mình nữa. Với mình thì lại khác. Rất nhiều lần mình nhìn thấy Dangy ngồi trong lớp và vẽ đủ thứ trên đời. Bạn ấy nói những khi được vẽ là lúc bạn ấy cảm thấy hạnh phúc nhất. Thì ra là vậy hả? Ngày mai mình phải nộp bài viết cho cô rồi. Nhưng mà không biết viết cái gì hết trơn. Tương lai bạn muốn làm cái gì thì cứ viết điều đó ra là được rồi. Cái gì? Tương lai của mình hả? Có điều gì đặc biệt làm cho bạn hạnh phúc không? Làm cho mình hạnh phúc sao? Phải rồi ha, mình muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Đại Nam Trung Quốc. Đại Nam Trung Quốc. Đại Nam Trung Quốc. Đại Nam Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại cầu thủ Jadoo đang dẫn bóng. Phạm lỗi rồi. Các trọng tài đang xem lại bản ghi hình để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đội tuyển Hàn Quốc được một quả đá phạt. Và người thực hiện quả đá phạt là Jadoo. Hy vọng cô ấy sẽ không gặp khó khăn gì. Tất cả chú ý, qua bên phải, mau qua bên phải. Đây chính là cơ hội cuối cùng, mọi việc đều phụ thuộc vào nó. Chào rồi, đội tuyển Hàn Quốc đã trở thành nhà vô địch của năm nay. Dạ cho Jadoo, cô ấy chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Jadoo nè, ước mơ của bạn rất là hay, nhưng muốn là một cầu thủ bóng đá thì không dễ đâu. Bạn sẽ phải luyện tập rất cực khổ đó. Còn không được ăn theo những gì mình muốn nữa. Gì chú? Nhanh lên, còn chậm quá. Mau dậy đi. Lập tức thay quần áo ra sân luyện tập. Còn sớm mà. Đấy, không được. Mình nghĩ lại rồi, chắc là mình không làm cầu thủ bóng đá nữa. Chị đang làm gì á? Chị đang làm bài tập về nhà, cho nên em đừng có làm phiền chị. Gì chứ, hôm nay chị làm bài tập luôn. Chuyện lạ cách thiệt luôn. Em mới nói cái gì hả? Chị lại đánh chị Mimi nữa hả? Chị đâu có làm cái gì đâu. Sao? Nhìn tốt hơn rồi đó. Chị Jadoo à, nhìn chị giống bác sĩ quá. Hả? Bác sĩ sao? Phải rồi ha. Không biết chừng sau này mình có thể trở thành một bác sĩ. Bác sĩ ơi, tín hiệu mất rồi, không thể làm gì được nữa. Tăng lên 800 cho tôi. Dạ, tôi làm liền. Thì bên ấy đã ngừng đập rồi. Không thể như vậy được. Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc mà. Bác sĩ ơi, tim anh ấy đã đập lại rồi. Hả? Con cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho Jadoo đúng là thiên thần. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ba của con không sao rồi. Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu mà. Chị thôi đi, cái gì mà không sao chứ. Một người lúc nào cũng gây nguy hiểm cho người khác như chị mà có thể trở thành bác sĩ được hay sao? Mimi à. Tăng lên 800 đi. Bác sĩ ơi. Lại chuyện gì nữa? Hình như là chúng ta nhầm bệnh nhân rồi. Không được, không thể như vậy được. Nếu chị trở thành bác sĩ, em sẽ không bao giờ đến bệnh viện đâu. Jadoo à, qua đây nếm thử cái này đi. Dạ. Có hơi nhạt một chút. Vậy hả con? Thôi được, để mẹ cho thêm một chút muối. Nhưng mà sao mẹ không nếm thử? Đó là vì con có khẩu vị tốt hơn mẹ nhiều mà. Trong nấu ăn, khẩu vị là quan trọng nhất. Đúng rồi ha, mình sẽ là đầu bếp. Thức ăn đã xong rồi đây. Xin mời ngài dùng thử. Tôi tin cô ấy là đầu bếp giỏi nhất thế giới mà ngài từng gặp. Wonderful, wonderful, very delicious, good taste. Cảm ơn cô đã hỗ trợ. Nhờ có cô mà việc đàm phán giữa hai bên đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Dạ không có gì thưa tổng thống. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình mà thôi. Cho Jadoo, con mau tỉnh táo lại rồi phụ mẹ dọn cơm ra bàn nhanh lên. Mẹ ơi, cho con hỏi. Mẹ nghĩ là con có thể trở thành đầu bếp được không? Thôi thôi, cô làm ơn cho tôi xin đi. Cô mà trở thành đầu bếp thì chắc chắn đồ ăn sẽ hết trước khi đem ra cho khách hàng. Cái gì khó quá bỏ qua đi. Hả? Sao vậy? Không còn gì để ăn nữa hả? Mẹ nói cũng đúng ha. Mình không nghĩ là mình có thể trở thành một đầu bếp giỏi được. Bài tập này biết phải làm sao mới hoàn thành được đây. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cầu thủ nổi tiếng Jadoo đã về nhà rồi đây. Trận đấu ngày hôm nay tụi con chiến thắng rất đẹp. Không thể nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Bác sĩ của mẹ về rồi đây. Mẹ à, nếu như mẹ có đau ở đâu thì nhớ nói cho con biết liền nha. Bác sĩ Jadoo của mẹ sẽ đảm bảo chữa cho mẹ hết bệnh luôn. Hả? Nói mau rốt cuộc cô là ai? Hả? Tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ. Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Đầu bếp Jadoo đã có mặt rồi đây. Hôm nay nhất định con sẽ nấu cho mẹ thật nhiều món ăn ngon luôn. Ủa? Hả? Rốt cuộc cô là ai vậy hả? Cái người là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi hả? Ôi trời ơi, nhức đầu quá à. Có chuyện gì mà ở trong này ồn ào quá vậy? Mẹ ơi! Mẹ ơi, cứu con! Jadoo, đến lượt em phát biểu rồi đó. Ước mơ của em sẽ được bắt đầu từ bây giờ. Jadoo. Để coi coi. Ba ơi ba, xin chào buổi sáng. Mình cần được yêu thương. Ba ơi, sao có lỗ ở trên báo vậy? Làm sao ba biết được? Giờ ba không thể đọc được bất kỳ bài báo nào hết trơn á. Hả? Ngay cả truyện tranh yêu thích của con cũng mất luôn rồi. Ôi trời. Sao anh không ở ngoài phòng khách và đọc tờ báo ngày chủ nhật của mình đi? Nó chẳng có gì để đọc hết trơn. Mình không thể nào cắt giảm bất kỳ chi phí nào trong tháng này nữa hết. Em sẽ cắt giảm tiền xài tháng này của anh một chút đó nha. Tiền xài của anh? Anh nè, tại sao lại phải làm như vậy? Lẽ ra em nên tiết kiệm hơn mới đúng chứ. Anh đang nói cái gì vậy hả? Em đang nhức đầu về chuyện tiền nong đây nè. Anh hãy nhìn vào đây thử đi. Nè, anh phải xem cái gì đây? Không có gì ở trong đó hết. Sao nó lại bị rách như vậy chứ? Em đã giết tất cả mọi thứ ở trong đây. Ai đã làm chuyện này vậy hả? Không phải anh mà. Mẹ ơi! Ai đó đã xé hết những chiếc đầm búp bê giấy của con rồi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Ta-da. Con còn quá nhỏ để hút có biết chưa? Chỉ là để diễn thôi mà ba. Đâu phải là thiệt. Như vậy cũng không nữa. Mấy ngày này, bằng một cách nào đó, có người đã xé hết tất cả mọi loại giấy tờ ở trong nhà của chúng ta. Ai có thể làm được chuyện này vậy chứ? Là tên trộm sao? Sao con lại hỏi ngược lại ba mẹ? Con nói là sẽ tìm ra được mà. Nhưng mà con cần phải hỏi để mà suy luận nữa ba à. Vì đó có thể là một trong số chúng ta. Gì chứ? Không phải em đâu nha. Mimi không thể làm được việc đó. Con có thể làm chứng. Em ấy luôn ở bên cạnh con. Còn mẹ thì trước giờ mẹ vẫn luôn là người ghét ba đọc báo vào mỗi buổi sáng. Nên mẹ đã làm như vậy có đúng không? Nhưng nếu mẹ làm thì tại sao mẹ lại xét cuốn sổ chi tiêu đó làm gì? Đúng rồi ha. Mẹ rất kỹ lưỡng về tiền bạc mà. Vì vậy có lẽ... Sao lại nhìn ba? Có thể ba biết mẹ sẽ cắt giảm tiền xài, cho nên ba mới cố tình làm ra chuyện này. Nhưng mà làm sao mà ba biết chuyện đó được? Và tại sao ba lại xét tờ báo mà mình thích chứ? Như vậy cũng đúng hơn. Con đã tìm ra manh mối rồi. Manh mối hả? Nếu như nhìn những vết rách thật là kỹ càng và cẩn thận thì chúng ta có thể nhận thấy chúng đều bị ướt hết. Từ mùi của chúng phát ra thì đây chính là nước bọt của con người. Nước bọt? Điều đó có nghĩa người đó phải chảy nước bọt rất nhiều. Và vì vậy chúng ta có thể kết luận tên thủ phạm đó không thể là người đang ở đây. Thủ phạm! Không được động đậy! Mimi à, bà bắt giữ Baby lại đi! Con hãy thôi đi, vậy là đủ rồi. Con trai à, con đang làm gì đây vậy? Con ăn hết tất cả số giấy này hay sao? Em ấy chính là thủ phạm, cần phải bắt giữ. Không được, con muốn ăn giấy nữa mà. Baby bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn ăn giấy chứ? Cái gì vậy hả? Đây là sách giáo khoa của con mà. Phải làm sao đây? Còn phải làm bài tập nữa. Trời đất ơi! Con có bao giờ làm bài tập đâu mà nói. Phải rồi, anh nhớ đã từng thấy những chuyện giống như vậy lúc trước. Anh thấy khi nào chứ? Cách đây vài năm, khi Mimi vừa mới được sinh ra. Vào lúc đó, Jadoo có vài biểu hiện rất là lạ. Mimi à, con không thể uống sữa hoài như vậy được. Đúng như vậy đó. Hãy lớn nhanh lên để con có thể ăn cơm với cả nhà. Chứ. Hả? Mắt cá đâu rồi? Và kể từ ngày hôm đó, Jadoo bắt đầu chỉ ăn toàn là mắt thôi. Từ đó con nào Jadoo cũng chỉ có ăn mắt. Không biết là bây giờ Jadoo có còn nhớ chuyện đó hay không? Thật sự là con không nhớ gì hết á. Sao chị ấy làm như vậy chứ? Jadoo làm như vậy là vì cảm thấy mình bị bỏ bê. Bị bỏ bê là sao hả ba? Khi một đứa trẻ không cảm nhận đủ tình cảm từ gia đình thì nó sẽ làm những điều kỳ lạ nhằm mục đích gây sự chú ý. Baby làm vậy là do có cảm giác bị bỏ bê sao ba? Không thể nào! Mimi và con mới là người bị bỏ bê đó ba à. Bởi vì mẹ luôn mua những thứ mà Baby muốn và những thứ mà Baby muốn ăn. Và thậm chí không hề la Baby dù nó có xé rách cuốn sách giáo khoa của con. Sao con có thể so sánh như vậy được chứ? Chị em của con nó vẫn còn nhỏ mà. Con là chị lớn trong nhà nên phải rộng lượng với tật xấu của Baby như vậy mới phải. Con đã hiểu chưa? Một tật xấu hả? Có thể chữa khỏi chứng tật cho Baby nếu như con dành nhiều sự chú ý và yêu thương. Nhưng mà nếu như chúng ta dành cho Baby nhiều tình thương thì em ấy sẽ hết như vậy thiệt sao? Đúng vậy. Con thấy không có được thuyết phục cho lắm. Dù sao thì con cũng không thể để cho Baby ăn sách giáo khoa của con lần nào nữa. Con có bao giờ làm bài tập đâu mà nói. Mẹ con bận làm công việc nhà rồi nên Baby đến đây với ba nào. Tình yêu sẽ được bồi đắp khi cùng chơi với nhau. Baby à, có vui không con? Bay lên, Baby bay lên kìa. Con đang bay. Ôi trời ơi, mệt quá đi, mình phải ngủ một giấc mới được. Ôi trời ơi, bà không chơi với con nữa hay sao? Mới có mấy phút thôi mà. Jadoo à, Mimi à, đến lượt hai con chơi với em kìa. Dạ con biết rồi. Tao đứng lại ngay. Còn chạy nữa hả? Chị sẽ bắt được tụi em thôi. Đứng lại chưa? Đừng có mong mà chạy thoát nha. Em mệt quá rồi. Chị cũng mệt quá, không ngờ lại kiệt sức vậy luôn á. Không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Ta vẫn chưa ngủ nữa hả? Được rồi, ăn cơm thôi. Wow, nhìn thật ngon quá. Tất cả món này chỉ dành cho Baby thôi. Con hãy ăn đi, Baby à. Dạ. Con ăn xong rồi. Con ngon quá. Bà Bì đã ăn no rồi, chắc là nó sẽ không ăn giấy nữa đâu ha. Ôi trời ơi, mừng quá. Con nghĩ là chúng ta đã dành tất cả tình cảm cho ba Bì rồi đó. Ba ơi, ba chữa hết tật cho Jadoo khi chị ấy cảm thấy bị bỏ bê sao vậy? Chuyện đó ba cũng không nhớ rõ nữa. Jadoo không còn bị chứng tật chỉ toàn ăn mắt nữa sau khi ba Bì được sinh ra đời. Phải rồi, đúng là như vậy á. Vậy sự yêu thương không chữa hết tật cho con sao? Không phải như vậy mà. Thật kỳ lạ quá, sao chị Jadoo lại hết chứng tật khi em bé được sinh ra vậy chứ? Chuyện đó hả? Bà có thể giải thích cho con hiểu nè. Vì trước đây Jadoo đang là trung tâm chú ý của ba mẹ. Và khi Mimi con sinh ra, mọi chú ý đều dồn vào con. Chính vì vậy Jadoo đã nổi giận và rồi đã ăn hết tất cả mắt để giải tỏa cơn giận. Nhưng khi ba Bì được sinh ra, con và Jadoo đều có hoàn cảnh tương tự nhau. Và tự nhiên sau đó, hành vi lạ kỳ của Jadoo đã biến mất. Có lẽ con cảm thấy tốt hơn khi không còn cô đơn nữa. Mimi à, cảm ơn em nhiều nha. Thì ra mọi chuyện là vậy hả? Hả? Nhưng mà ba Bì đã đi đâu rồi hả? Nó đi đâu mất rồi ta? Đang ngồi ăn cuốn sổ chi tiêu của mẹ ở trong phòng kìa. Tôi chết rồi, mẹ đã để hết tiền của tháng sau vào trong đó. Em nói cái gì? Đó là tiền sao? Ba Bì đã hết cả số tiền đó rồi. Ôi sao? Con không nghĩ là ba Bì ăn tiền đâu. Ôi trời ơi, thiệt là may quá. Nè, ba Bì à, sổ của mẹ ngon chứ con. Sắp giấy kế bên cuốn sổ của mẹ là những thứ mà mẹ rất cần. Con đừng ăn nó nghe. Tiền. Đúng rồi, tiền là tiền á. Con sẽ không ăn tiền đâu, không phải là đồ ăn. Con không ăn tiền thiệt hả con? Dạ, tiền là thứ mẹ sẽ đưa. Cho con tiền đi. Cho con tiền hả? Cho con tiền đi. Tiền nhiều quá, tiền. Bà Bì thật sự không cần nhiều tình yêu. Tiền, cho con tiền. Chỉ cần tiền thôi. Mimi à, em hết tiền tiêu vặt rồi có đúng không? Hết sạch luôn rồi. Vậy bây giờ thì đi kiếm tiền thôi. Đúng rồi đó, hãy kiếm tiền nào. Ăn giấy thật là ghê quá đi. Jadoo à, hôm nay trời đẹp quá ha. Đã vậy còn có gió nữa, mát ghê. Don Don à, sao bạn dám làm điều này? Hết hồn rồi phải không? Giờ ai mà thèm chơi mấy cái trò trẻ con đó nữa. Bạn ấy làm mình sợ quá. Bạn yên tâm đi, chắc chắn bạn ấy sẽ té cho mà coi. Cho chừa cái tội bày trò chọc phá tụi mình đi. Các bạn ơi, nhìn mình nè. Tóc của bạn đẹp thiệt đó. Hôm qua mình với mẹ đã đến tiệm làm tóc nổi tiếng để làm, và tóc của mình như biến thành một bông hoa xinh đẹp. Trời đất ơi, vậy thì bạn nên cẩn thận với mấy con ong đi nha. Bởi vì mấy con ong hay có thói quen đi tìm hoa để hút mật lắm đó. Bạn ganh tị thì cứ việc nói đại ra đi, mắc câu làm gì. Tôi ghét mày quá, đừng lại gần tao mà. Jadoo thật sự là nhà tiên tri. Thoải mái quá đời. Jadoo à, hồi nãy bạn nói Don Don sẽ bị té, ngay lập tức bạn ấy té liền. Rồi tới Anh Hương cũng bị ong với chị té khói luôn. Vậy thì sao chứ? Ý mình là mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì bạn nói á. Đúng thiệt ha. Chắc là mình hên thôi. Không phải vậy đâu. Mọi chuyện đều xảy ra chính xác y như lời của bạn nói luôn. Nhưng mà mình chỉ nói những điều mình nghĩ ra thôi à. Có khi nào bạn mang trong người năng lực nhìn thấy trước tương lai không Jadoo? Có thiệt không vậy? Vậy tụi mình làm một bài kiểm tra nho nhỏ đi, để coi có phải là mình biết trước được tương lai hay không. Chuẩn bị nha, hãy chuyển màu cho ta. Đèn giao thông đổi màu rồi kìa. Mình làm được điều đó thiệt hả? Chắc chỉ là trùng hợp thôi à. Một hai lần thì không nói, đến mức này thì không còn là trùng hợp thôi đâu. Ê, cái tòa nhà đó nếu xảy ra chuyện lớn tới mức phải phá sản thì mình mới tin là mình có siêu năng lực đó Minchi. Nhưng tòa nhà đó lớn quá mà, nếu có chuyện thật thì đáng sợ quá à. Chuyện như vậy làm sao mà có thể xảy ra được. Cũng đúng ha. Không phải chứ. Tập đoàn Hanjun Group vừa tuyên bố phá sản sao? Sao có thể được? Đó chính là tòa nhà hôm qua mình thấy. Jadoo đoán đúng chuyện đó rồi. Làm sao đây? Mình quên làm bài tập cô giao về nhà rồi. Chưa bao giờ mình đản trí như vậy hết. Minchi mà cũng quên làm bài tập sao? Nhưng mà thật sự có bài tập đó hả? Coi cậu kìa. Jadoo à, bạn làm bài tập chưa vậy? Hôm nay mình cố tình không làm đó. Bạn nói vậy là sao hả? Cố tình không làm bài à? Vì hôm nay có vẻ cô giáo sẽ không kiểm tra bài cũ đâu. Có phải bạn đã thấy trước chuyện này giống như hôm qua không hả? Không biết có đúng hay không nữa, nhưng mà mình thực sự đã có suy nghĩ này ở trong đầu. Cô vô kìa. Cô vô tới rồi, trật tự đi. Nào cả lớp, hãy mở sách ra. Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của những từ ghép với từ đan. Cô đã viết lên bảng rất nhiều từ ghép với từ đan. Các em nghĩ còn từ nào không? Khi ghép từ này với từ kia, chúng ta lại có một từ mới. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. Thấy chưa, cô thật sự không kiểm tra bài cũ. Không cần nghi ngờ gì nữa, bạn thật sự là nhà tiên tri đó. Mình hả? Có thiệt không vậy? Nè, cho Jadoo, sao bạn đoán được vậy? Hay thiệt chứ, bạn ấy nói chúng y chóc luôn. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Mình có chuyện của bạn đó đây. Mình nghe đi. Các bạn ấy còn đuổi theo không hả Minchi? Không có, hình như mọi người về nhà hết rồi. Bạn hãy nói thiệt đi. Tụi mình ở đây đợi bạn nãy giờ nè. Còn có thời gian ăn kem nữa nè. Không có đâu nha. Mình đã đứng ở đây đợi bạn ấy trước các bạn nữa kìa. Mọi chuyện thật sự sẽ xảy ra như những gì bạn đã nói đó hả? Tất cả đều là thật luôn. Mặc dù cô muốn tin nhưng đúng là Jadoo có thể nhìn thấy được tương lai đó. Lúc bạn đoán đúng chuyện cô không kiểm tra bài tập, nói thiệt là mình đã nổi da gà khắp người luôn á. Mình mới là người nên nổi da gà đây nè. Ngày mai tụi mình vẫn còn phải học tiết đó có đúng không? Tuy là bây giờ không biết lời bạn nói thật hay giả, nhưng mà làm gì có chuyện đoán không sai chứ. Tất cả đều đúng hết trơn, vì mình luôn ở bên bạn ấy mà. Jadoo à, nếu bây giờ bạn chịu trả lời tụi mình, ngày mai lên lớp mình sẽ làm cho các bạn ấy không làm phiền bạn nữa. Đúng đó, đúng đó. Bạn hãy giúp tụi mình đi Jadoo. Một lần thôi cũng được. Mình năn nỉ bạn đó Jadoo à, Jadoo à. Các bạn nói thiệt không? Đương nhiên. Vậy cũng được. Mình luôn có cảm giác không tốt mỗi khi Jun Suk đi trên đường. Bạn phải luôn cẩn thận với nước đó. Thiệt tình, trên đường làm gì có nước chứ. Nếu vậy thì phải cẩn thận cái gì. Vậy là Jadoo nói đúng rồi. Mình cũng cảm thấy lo lắng cho Don Don lắm. Bạn nhớ cẩn thận khi ăn uống nha. Nếu không chú ý thì nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó cho coi. Ý Jadoo là phải cẩn thận với bầu trời trong xanh này sao? Có vẻ cũng không đáng tin cho lắm. Gì ạ? lẽ cây kẹo lúc nãy có vấn đề gì sao? Anh Huy cũng phải cẩn thận đó. Nhất là mấy thứ như kim nhọn, nếu không nhất định sẽ có rắc rối. Đừng nên chủ quan nha. Kim nhọn sao? Mấy cái kim nhỏ nhoi đó thì sao phải sợ? Những gì bạn ấy nói đều lần lượt xảy ra hết. Được rồi, đã kết thúc chuỗi ngày tiên đoán. Từ giờ mình không nói gì nữa. Nhưng Jadoo đã đoán sai một chuyện. Đó là chuyện bạn ấy tiên đoán với mình không hề xảy ra. Cho nên Jadoo không phải là một nhà tiên tri. Trật tự, sao ồn quá vậy? Là Jadoo đó cô. Bạn ấy nói mình biết trước được những chuyện tương lai, nhưng mấy chuyện bạn ấy nói đều sai hết trơn à. Là Jadoo sao? Con người làm sao có thể biết trước được chuyện tương lai chứ? Các em đến trường là để học chứ đâu phải là để lừa dối bạn bè. Nhưng mà em đâu có lừa gạt gì đâu. Thì ra Jadoo không phải là nhà tiên tri mà là tên lừa đảo. Được rồi. Nè các em, ngày mai là ngày gì vậy? Dạ, là ngày đi cắm trại. Chính xác, các em nhớ tốt lắm. Cô nghe dự báo ngày mai trời sẽ lạnh, cho nên các em nhớ mặc áo dày để giữ ấm nha. Bạn bớt giận đi, để dành tâm trạng ngày mai đi cắm trại nha. Minchi ơi! Chào Jadoo. Nhưng mà sao bạn lại mang theo dù vậy? Mình thấy hôm nay trời cũng rất đẹp mà. Tự nhiên mình muốn mang theo thôi à. Trong cặp của mình còn có áo mưa nữa đó. Tụi mình đi thôi, coi chừng trễ đó. Được rồi. Chụp nè. Ủa, cô nhớ dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay trời mưa đâu. Cô ơi cô, mau nhìn bên kia kìa. Ôi trời ơi, là Jadoo. Nếu dự báo thời tiết không thông báo trời mưa, vậy sao bạn ấy biết để mang những thứ đó vậy? Hình như bạn ấy thật sự có năng lực của một nhà tiên tri đó cô. Trên đời này không có ai dự đoán được tương lai hết. Tất cả chỉ là chuyện trùng hợp. Có lẽ vì trận mưa ngày hôm qua nên Anh Huy đã bị cảm rồi, cho nên hôm nay em ấy sẽ không đi học. Jadoo à, lát nữa em lên văn phòng gặp cô nha. Dạ, một mình em hả cô? Chị đang làm cái gì vậy? Sao từ nãy giờ cứ đăm chỗ đó hoài à? Hôm gì chị không tìm được ven cho nên hơi lâu một chút. Không lẽ chị là thần tập sinh? Không phải, chị làm y tá cũng lâu rồi. Jadoo nói mình phải cẩn thận với kim nhọn chính là cái này sao? Trời Jadoo, tất cả là tại bạn đó. Cô ơi cô, em sẽ không đoán bậy nữa đâu. Nhưng thật ra em chỉ nói những gì em nghĩ thôi. Hoàn toàn em không có ý lừa dối gì mọi người. Jadoo, hãy nghe đây. Dạ thưa cô. Trong năm nay vận may của cô như thế nào hả? Jadoo à, bây giờ sức khỏe của ba cô không được tốt lắm. Ông ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Chắc là không nguy hiểm đâu đúng không? Còn nữa nha, dạo này giá nhà lên liên tục. Em tiên đoán thử xem cô có nên mua một căn hay không hả? Hay là cô nên đầu tư cổ phiếu? Mà nếu như mua cổ phiếu thì mình nên mua loại nào sẽ có giá hơn hả em? Còn nữa nha, cô nghe nói là năm nay trường mình sẽ bình chọn giáo viên giỏi. Em thử tiên đoán xem cô có được danh hiệu thi đua hay không? Tới cô mà cũng như vậy sao? 흘러가는 시간 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 서로 바라면서